Không có cái gì anh thấy. Nhà này đã được tối tươi rồi không? Chỗ này phải được hơn đạn nhé. Chào bác lên truyền hình. Chào bác nhé. Xin chào. Năm nay mùa rươi thế nào bác ơi? Năm nay giờ bắt đầu thôi ạ. Mọi năm thì nhiều nhưng năm nay mới bắt đầu. Mọi năm được nhiều lắm hả bác? Mọi năm cũng xào phải được chục cân, hơn chục cân. À thế ạ. Rồi. Nay ông muốn giờ nó mới đầu, nó mới lên lác đác này, nay nó mới báo. Giờ mới bắt đầu mới lác đác. Nay nó mới báo rồi. Nhưng mà vẫn còn nước nữa nhiều bác. Nước này mới nước sau nữa. Vâng. Đây là mùa thu hoạch của người ta nhé, những người đi hớt rươi các bạn ơi. Đấy, người ta phải ngày mai nữa, vì ngày mai mới là đúng nước của nó. Người ta phải trông chờ con nước để người ta thu hoạch rươi để người ta kiếm tiền, vì ruộng này người ta không cấy đâu. Những cái ruộng này là người ta để thu hoạch rươi đấy các bạn. Bình thường xào cũng được chục cân, có người cao thì được 20 cân. Vâng. 20 cân mà giá 350 là cũng khá tiền đấy. Thì chỗ nhà tôi được 6 thước. Vâng. Cái này là vất vả lắm các bạn ạ. Phải chờ này rồi một năm theo dõi này, khi nào nước nó lên thì bắt đầu người ta mới đi hớt để có cái thu nhập, vì người ta không cấy. Cái lương chính người ta cơ bản thì người ta phải trông chờ con rươi. Rươi này là rươi tự nhiên của thiên nhiên nhé, nó tự tạo hóa rồi các bạn. Rất là đông. Ngày mai mới đúng nước. Vâng. Nâu nâu mới được con nha. Chung là cũng vất vả lắm các bạn, chứ không phải dễ đâu. Vì cái món này là món đặc sản của miền Đông. Quay trong bên đây bị nhiều này. Đây quay sang đây là giả vờ bớt là quay một hai con quay. Đấy, quay cái này. Đây, bớt này. Đấy, kiểu bớt rồi. Ơi. Bà con. Quay sang đây này. Đây là sân thì cũng quay. Đâu không có. Này. Tìm hết rồi. Đi xem hết rồi, chỉ có mỗi khu này nhiều hơn. Cái ruộng này nó không được nhiều. Chùi vào túi các bạn. Đấy. Đấy, chùi vào túi. Đây. Rươi còn nhảy đánh đách thì các bạn ơi. Quay này là rươi trực tiếp vào ruộng luôn đấy. Giờ đang quay trực tiếp à? Còn cháu quay rồi cháu về cho nó đi đâu. Con này to chưa? Mấy con? Đây là ruộng của nhà bên nhé. Cái ruộng nhà nào khác vớt nhé. Nhà vớt.
biên giới đấy. Của nhà nào nhà vớt nhá, chứ không phải là vớt tùm lum nữa các bạn. Đấy, người ta cũng phải đăng cai thôi. Đây. Xem hơi tươi rất là đông đấy các bạn. Còn những người đi hơi tươi đấy các bạn. Còn nhìn nhé, phong cảnh rất là đông. Xe máy ở dọc đường này các bạn. Chúng rất là tấp nập đấy các bạn, còn nhiều nữa. Không được không? Xem bà con này. Thank you.
Không biết đâu của ai đấy. Xanh kia rồi. Tí tí cô vào cơ mất cô chú bà cháu ấy nhá. Ừ. Như khủng bố, trông như khủng bố mà có ai có con nào đâu. Thời Vũ. Thời Vũ người ta chỉ hy vọng ở cái nút thu nhập như này thôi. Thấy con nào không?